Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. À. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. À, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em đến từ Long An ạ. À. Chào mọi người, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị, con quê Long An, con quê chỗ nào nhỉ? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở đâu? Em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần, cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Ô, em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn hiền. Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Chín chắn. Cũng hơi yếu yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chín chắn. Có chí trong ý, có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Dạ. Với đi bộ nữa là hai. Chị biết chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thun nữa. Bánh bi bún thun nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bói, ở dơ. Có không, có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi. Cái này dựa sao mà té nổi. Rồi mặt dễ thương quá ha. Ba dạ cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu. Bông. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Mít quá vậy sao tôi nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu, không có hát được này. Hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi bây giờ yếu quá sao lấy vợ được? Có gì anh đỡ mình nha. Ở gì anh đỡ nổi đâu, anh đỡ. Một, trời ơi, cũng ăn gian dữ. Hai, trời ơi, cuối đầu ba, đó, bốn, ụp xuống luôn. Năm, trời ơi, như lượn sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượn, 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 lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá, nó cũng cuối đầu như thế không. Trời ơi, rồi, coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị ơi, chị làm khói em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng, chửi lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền mình đâu có. Chị dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 á. 9-10. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng không? Con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt nó đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả.
Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp, mũm mĩm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về với cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ cảm thương cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là câu khen gì, mà nó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê để chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm à. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm à. Ngon lắm con nha. Con bay gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê tới đâu cũng đi ngon, đúng không em? Đi dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em có món quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em có món quà tổng. Cho mẹ. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao em. Mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều á. Dạ, rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ, nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Chết rồi. Sao đấy? Nhiều lắm mà hết. Thôi rồi, hẹn hò sao cứ... Dạ, thì nãy bạn mới rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có thích đạp mà anh không có xuất, sức. Đề xuất đó, đề xuất lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn cũng chở em. Không có bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, nãy anh nói rồi, anh ốm được và em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Giai bùa kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, có rồi. Tám nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu. Không, không có hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao?
mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi. Nếu con quan điểm như thế là sai, con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Áo Cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. Và quý vị biết rồi, cô Linh Cát Tường luôn luôn có bộ áo dài đi ăn cưới, đi lễ để sẵn đó. Có cặp đôi nào đến là vào mặc luôn. Vậy cho nên là quý vị khán giả mà thấy mình mặc áo dài là hiểu vấn đề rồi đúng không? Hiểu vấn đề là có đặc biệt đúng không? Có đặc biệt. Hôm nay thì hai cặp đôi quý vị đã xem chương trình, họ chuẩn bị làm đám cưới nên họ đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị khán giả. Đó chính là Văn Cường, Mỹ Linh, Thái Sơn và Mỹ Trinh. Xin mời hai cặp đôi bước lên sân khấu ạ. Vui, ôi vui quá xá là ôi, vui, đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy chị qua như thế này. À, không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tụi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tụi lo hết cho. Anh lo tội chi phí đúng không anh? Ừ. Cũng được. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Đâu 3 ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Thôi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói về thôi. Chứ anh Phước Cực Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc, phúc. Ha, răng long đầu bạc. Nhanh nhanh sinh quý tử. Ừ, sinh quý tử để có các tượng Nguyễn Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ. Ồ, vú sữa lò rèn ở Kim. Ha, miền Tây này ngon lắm. Rồi, cảm ơn anh. Cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết, trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi, cảm ơn Văn Cường, Mỹ Linh nhiều nha. Còn Thái Sơn, Mỹ Trinh nè. Dạ, em xin chào ông Mai, Quyền Linh và chị bà mối các Tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kỳ lạ nhanh lên. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh nhà tao phải dụng nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi. Thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh. Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cái cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên. Thì cụ ít là nói chung là tâm gửi tấm lòng. Chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt và sẽ làm mai nhiều hơn nữa cái cặp đôi khác. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều. Anh dặn Cường với lại Sơn nè, nhớ thương yêu vợ mình ha, chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi, chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai nhiều. Cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám à. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là mời bạn nữ. Mời bạn nam.
Giới thiệu đi em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu. Em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi ạ, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim ạ. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có 2 mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi, chứ không có... Không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp, đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó dạ dạ được không? Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hay. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, rồi, có bên em đây trai nó nhỏ thôi. Quá, bên đây không có nghe gì trơn á. Em trai coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thích quá. Trời em, trời ơi, xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ quá. Đăng ký cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... Chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Kia hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cười luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hái mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Rồi còn gì nữa không? Ừ, hết rồi. Hết rồi phải không? Nhiều đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không. Ủa hỏi rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi coi cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Ở đâu muốn làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Vậy anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sang. Da trắng, tóc dài chút. Dư sang. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt, tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời. Em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm nữa, vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh, nói chuyện vậy thì có hợp với bên... Dạ thì em thấy anh là được, em thích ạ. Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ.
Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Và chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ, theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì nhận về anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hèn chững chạc. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cô yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ, đo đi, đo cái đi, rồi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn, lúc nào em kết hôn được? Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương, với lại rất là xinh xắn, anh được anh gặp tại cái chương trình này. Thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu, tỏ tình với em. Thì không biết em có đồng ý không? Em, dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Và nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn để ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1.000.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và một phần quà dành cho các bạn đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá. Quá dễ thương rồi, như vậy là hôm nay mình vui rồi. Thôi nhanh nhanh xuống ăn vú sữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Xuống ăn trái cây chứ. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Xoan Bách Phục giảm dị ứng bớt viêm xoan đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn áo cưới Milan đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng Love TV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.